Xin chào các bạn, hôm nay mình vừa sưu tầm được dán cờ tướng rất là hay giữa Thăng Bằng và Cát Siêu Nhiên. Trận này thì Cát Siêu Nhiên cầm đỏ đi tiên, còn Thăng Bằng cầm đen thủ hậu. Trận đánh rất là hấp dẫn, mời bạn thưởng thức.
将军。将军。将军。将军。
将军。 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 Trên đây sắc cục thăng bằng môn cờ và video của mình cũng xin kết thúc ở đây.
Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thích, bạn đừng quên bấm đăng ký, bấm chuông. Mình sẽ tìm video hay nhất và mới nhất để phục vụ các bạn. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn ở đây. Hẹn các bạn ở video sau.